Chương trình này được bảo trợ bởi Lee's Sandwiches, nhanh chóng, tiện lợi, dùng được mọi lúc, mọi nơi. Jin và Kim Thu Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da cho phụ nữ trên toàn thế giới, 1-800-918-3017. Prime Lending Direct Lender, làm loans trên 50 tiểu bang Hoa Kỳ, liên lạc Thiên Hương và Thảo Lê, 714-988-8181. Kính thưa quý vị, vào sáng thứ hai thì chắc là quý vị xem tất cả các kênh truyền hình trên toàn thế giới, hai hình ảnh của hai nhân vật mà có thể nói được hình như chiếm tất cả các màn hình, kính thưa quý vị, đó là Tổng thống Vladimir Putin và Stormy Daniels. Trong lúc đó thì kính thưa quý vị, hình ảnh của Tổng thống Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ là ông Donald Trump, hình như ông đã được tất cả các cố vấn của ông khuyến cáo và đưa ra những cái lời cố vấn nên giữ yên lặng. Vì sự của yên lặng của ông có thể nói là coi như một cái hành động không đổ nhiên liệu cho tất cả những cái động cơ, những cái máy phát thanh loan đi những tin tức mà bất lợi về ông. Thế sau tối thứ hai thì tối Chủ nhật vừa qua thì ngày thứ hai, cái dư luận như thế nào với vụ Stormy Daniels và những người khác nữa thưa anh Tuấn? Kính thưa quý vị, đầu tiên đó là lượng khán giả xem chương trình 60 Minutes, câu chuyện của cô Stormy Daniels với ông Trump tăng cao khủng khiếp, kính thưa quý vị. Bất kỳ ai cũng biết được là cô Stormy Daniels là ai và thậm chí còn tạo ra một cái cơn bão truyền thông ở trên các trang mạng xã hội khi cô và ông luật sư liên tục đi phỏng vấn của các đài truyền hình lớn. Nhưng mà đầu tiên người ta nói về không những có một cô Stormy Daniels mà thậm chí có hai cô Stormy Daniels. Lý do tại vì sao thưa quý vị? Thứ nhất là cô Stormy Daniels, là quý vị cũng đã biết rồi, đó là cô tài tử nữ diễn viên phim Con Heo. Và thứ hai đó là cô Karen McDougal. Cô là diễn viên, cô là người mẫu của tạp chí khỏa thân nổi tiếng Playboy. Cả hai đều có một câu chuyện giống y chang nhau trong cái sự liên hệ với ông Trump. Thứ nhất đó là sau khi có quan hệ tình ái, dựa trên các bài xã luận của CNN người ta phân tích, sau khi mà có quan hệ tình ái với ông Trump thì cả hai đều muốn bán câu chuyện của họ cho các tạp chí và cho những cơ quan truyền thông. Và thưa quý vị, cái thứ gì, hai người được phỏng vấn với ông Anderson Cooper trong hai cuộc phỏng vấn riêng biệt với nhau, nhưng cả hai câu chuyện đều có điểm tương đồng với nhau cho chúng ta thấy. Thứ nhất, thưa quý vị khán thính giả, đó là cái sự quan hệ tình ái của hai nhân vật này diễn ra vào khoảng tháng 6 năm 2006 và tháng 7 năm 2007, kính thưa quý vị. Và tháng 4 năm 2007, điều này cho thấy rằng có thể là cùng một lúc ở ngay tại khi mà ông Trump hay có khoảng thời gian đi tới Lake Tahoe thì ông một lúc quen hai người. Cái câu chuyện, cái chi tiết thứ ba người ta nói đó là cả hai đều đã có quan hệ tình ái với ông Trump ngay tại Lake Tahoe vào năm 2006, và trong lúc mà trước khi âu yếm với nhau theo như lời kể của hai cô thì ông Trump đều remind, tức là đều liên tưởng, đều mường tượng ra, nói với họ là ông mường tượng ra con gái, khi con gái của ông đó là Ivanka Trump, khi nhìn vào hai cô gái này, kính thưa quý vị. Chưa hết, về vấn đề mà liên quan tới cô Melania, tức là người vợ của ông Trump, thì cả hai trong hai cuộc phỏng vấn riêng biệt họ nói rằng ông Trump đều dắt họ vào phòng ngủ của Melania và cả hai người đều cảm thấy có lỗi với Melania. Hình như cô Stormy Daniels không có được đưa vào, nhưng mà chỉ nói rằng là ông không ngủ chung với, là ở phòng ngủ riêng với là Melania. Nhưng mà cô dạ, có, Karen Douglas, Michael Douglas thì được đại dẫn tới Donald Trump, dẫn tới Trump Tower. Còn cô Stormy Daniels chỉ gặp một lần ở trên Lake Tahoe và sau đó Beverly Hills mà thôi. Nhưng mà ông ta cũng đề cập đến cái vấn đề đó, thưa anh Tuấn. Thưa quý vị, về những bức ảnh liên quan thân mật thì cả hai cô đều có những cái bức ảnh chụp chung với ông Tổng thống Trump, cùng chụp chung với gia đình. Và cả hai đều xác nhận rằng cả hai đã có những khoảng thời gian bên cạnh với nhau ở ngay tại một căn nhà gỗ ở khách sạn Beverly Hills. Đây được biết rằng có thể là có những cái sự việc lớn xảy ra trong tương lai, khi mà bây giờ chúng ta mới biết về cô Stormy Daniels,
cô Karen McDougall thì bây giờ tiếp tục cả hai có vấn đề quan trọng là cả hai đều có chung một luật sư khởi kiện ông Trump thưa anh. À, cái thứ, hình như là cô, vâng chắc là thì tôi chưa biết là luật sư của Google thì như thế nào. Nhưng mà chúng tôi biết rằng là một trong những thiêu cựu thí sinh của NBC trong cái chương trình có tên là Summer Zebros cũng là một trong những người đã nạp đơn ở tại tòa án liên bang của New York và thưa về cái sự gọi là sex harassment, tuy nhiên là bị tấn công tình dục bởi Tổng thống Donald Trump. Cái sự việc đến bây giờ thì người ta đặt câu hỏi rằng liệu Tổng thống Donald Trump sẽ có những cái phản ứng như thế nào? Việc trước tiên chúng ta phải nói trên cương vị lãnh đạo của Tổng thống Donald Trump không ai có thể chối cãi được, mặc dầu trong những ngày gần đây thị trường chứng khoán có vẻ hình như bị đổ vỡ một vài cái khoảnh khắc nào đó vào trong cuối tuần. Nhưng người ta vẫn nhìn nhận rằng cái mực lượng kinh tế của Hoa Kỳ vẫn ở trong cái tình trạng gia tăng và người ta nghĩ rằng Tổng thống Donald Trump đang hướng dẫn và đưa cái quốc gia Hoa Kỳ nằm trong một cái sự kiện mà mọi người đều mong đợi, đó là kinh tế tốt đẹp. Tuy nhiên bên cạnh đó thì Tổng thống Donald Trump cũng vấp phải những cái sự có thể nói là khó khăn để đối chọi lại với vấn đề pháp lý, đặc biệt nhất là người luật sư thân cận của ông cũng giống như công tố viên đặc biệt Robert Mueller, và có thể nói ba cái vụ kiện liên quan đến ba nhân vật gồm có Stormy Daniels, Karen Dougal và bà Zeros, và cũng là một Zeros, cũng là một trong những sự kiện làm cho giảm đi cái gọi là cái nguồn năng lượng hoạt động của Tổng thống Donald Trump. Đây là một trong những sự kiện mà người ta quan tâm trong những ngày tới đây với cái việc làm, với những cái lời tuyên bố. Và đặc biệt gần đây thì chắc quý vị cũng thấy cuộc tấn công của Trung Quốc có thể nói dồn dập đến Hoa Kỳ qua những cái sự kiện mà khi Tổng thống Donald Trump dàn đặt một cái dàn rào thuế quan để đối lại với tất cả những cái vấn đề gọi là không công bình trong trao đổi mậu dịch với Trung Quốc, đã làm cho Tổng thống Donald Trump có thể nói cũng mất đi rất nhiều năng lượng. Bên cạnh đó thì người ta nói đến là liệu ông Michael Cohen có vi phạm về gọi là cái quy luật tài chính để ứng phó cho tất cả những cái sự kiện mà gọi là cái quỹ tranh cử của Tổng thống Donald Trump. Vì theo luật như anh Tuấn vừa nãy đã đưa ra, kính thưa quý vị, luật quy định mỗi cá nhân chỉ có thể đóng góp $126,500 mà thôi. Trong lúc đó nếu mà áp đặt được $130,000 cái tiền mà gọi là giữ im lặng, một cái hush agreement cho Stormy Daniels như là một cái gọi là một cái tiền, một nguồn tiền cung cấp cho cái cuộc bầu cử, thì Michael Cohen đã vi phạm luật bầu cử và cái điều này sẽ đưa nên những cái rắc rối trong tương lai về vấn đề pháp lý cho Tổng thống Donald Trump. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng không quên Robert Mueller, một trong những công tố viên đặc biệt, càng ngày đang có nhiều dấu hiệu cho thấy đi đến một cái cuộc phỏng vấn tay đôi với Tổng thống Donald Trump. Những cái sự kiện này càng làm cho thấy rằng liệu kết quả trong cuộc bầu cử vào tháng 11 tới đây, Quốc hội Hoa Kỳ thuộc về ai? Thuộc về Đảng Dân Chủ nắm đa số hay là Đảng Cộng Hòa? Thượng viện Dân Chủ hay là đa số nắm ở Thượng viện? Và nếu như Dân Chủ nắm đa số tại Hạ viện và Thượng viện thì có thể nói Tổng thống Donald Trump sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Kính thưa quý vị, ở phần tư của chương trình hôm nay để gửi đến những cái sự công bằng trong vấn đề truyền thông, chúng tôi đã gặp gỡ luật sư cố vấn về cho Việt Phây và chúng tôi đã có cuộc phỏng vấn gặp gỡ luật sư trong một trong những cái sự kiện gần đây mà quý vị biết, những vụ kiện qua lại của Việt Cây với anh Diditon, và quý vị xin theo dõi. Chúng tôi trở lại với quý vị trong giây lát.